có rõ không nhỉ? Về trước 1 phút. À, bye bye. Tám người đang xem. Nếu các bạn nào nghe, các bạn nghe rõ thì các bạn cho mình cái comment số 1 đi để mình biết được là các bạn nghe rõ đi. Comment số 1 nếu các bạn nghe rõ nha. Tại mình đang live stream bằng điện thoại á, thành ra là mình cũng không biết được là các bạn nghe rõ hay không á. Mình cũng không có cái đốc sạc nữa, mình phải xài cái không có dây á, cái mình cắm vào cái đốc sạc cái nó che mất tiêu. Rồi ok, có lẽ là ok rồi. Rồi bây giờ mình tại lát nữa thì mình mới họp, thì khoảng cỡ 2 giờ rưỡi mình đi. Thì cho nên là ở đây mình có một khoảng thời gian ngắn để mình rảnh rỗi, để tại lâu rồi các bạn biết đấy, hình như là cũng phải vài tuần là mình chưa có post cái tutorial nào lên hết, thành ra là mình nghĩ là cái page của mình nó sẽ kiểu đang bụi lên đó. Thành ra là livestream cái chia sẻ cho các bạn, nếu như các bạn nào có bất kỳ câu hỏi nào các bạn có thể comment ha. Mình sẽ trả lời để bất kỳ câu hỏi nào, bất kỳ câu hỏi nào trong tầm hiểu biết của mình sẽ trả lời. Sẵn chia sẻ luôn là vừa rồi á, mình mới năn nỉ bên agency á, là người ta tung thêm một vài gói dạng như là khuyến mãi cho các bạn nữa với giá là 999 ngàn. Cái gói này các bạn cũng trước đây đã từng thấy rồi ha, cái gói mà Adobe Photoshop, Adobe luôn, Adobe CC 2018 là full, full cái con gì rồi, full bản quyền trong vòng 1 năm. Nhất là 1 năm đầu các bạn đăng ký thì nó sẽ khoảng là nó chỉ có 999 ngàn thôi. Và nếu như các bạn mua cái này mà của chính hãng Adobe nó cung cấp á, thì nó sẽ rơi vào khoảng 12 13 triệu, 50 mấy đô là bao nhiêu tiền nhỉ? Tầm 50 mấy đô, 50 mấy đô đâu, 500 mấy chứ. 50 đô là 1 tháng, 50 đô là 1 tháng ha. Nhưng mà mình bên agency của mình thì họ sẵn sàng hỗ trợ cái chuyện là người ta có những cái account mà chuyên để cho nó dạng cung cấp giá rẻ của Adobe ấy. Thì bên này người ta sẵn sàng chịu một chút lỗ nữa để người ta để như là mở ha, mình cũng thuyết phục bên đó, người ta cố gắng, người ta kiểu hỗ trợ mình cái chuyện là làm sao để cho càng nhiều người ta có thể tiếp cận được với lại cái bản quyền. Bởi vì như các bạn biết rồi đó, hiện tại thì cái vấn đề bản quyền nó bắt đầu nó manh nha, nó trở nên quan trọng hơn so với lại cái giai đoạn trước rồi. Giai đoạn trước thì có thể là crack, rầy, thuốc, than các kiểu hết rất là nhiều, nhưng mà thế giới phẳng là mà giờ mình chơi với nước ngoài rồi mà mình vẫn cứ crack hoài. Chưa kể là với những cái doanh nghiệp á, như bạn thấy đó, hiện tại thì bên bên kiểu chính phủ người ta cũng làm việc rất là căng cho cái chuyện là người ta xem những cái bên doanh nghiệp người ta làm ăn rồi studio này nọ. Không biết là bạn nào làm chủ cái studio thì các bạn sẽ biết thôi, cái là lâu lâu mấy thằng quản lý thị trường mấy ông quản lý thị trường ông vô ông sẽ coi, ông sẽ gọi như là không không trúng vào thuế, không vào giấy tờ, thì bắt đầu là sẽ manh nha qua cả những cái điện thoại, cái máy tính của chúng ta, coi thử coi là nó có cái gì nó bất hợp pháp không, thì lập tức là chặn tiền kiểu thế. Cho nên là cho nên là cái chuyện chúng ta có cái bản quyền mà nó giá rất là ok như thế thì mình cảm thấy rất là ổn. Mặt béo à? Không có đâu, mặt béo là do là cái camera vị trí thôi chứ. Tại hồi xưa kiểu để cái camera lên trên này này, lên trên nhìn xuống thì kiểu cái góc nhìn kiểu cinema kiểu thế. Nhưng mà thường thì nếu như mà chỉ chụp chơi á, thì nó cũng có hay một cái á,
là thường mấy ông chụp chơi hoặc là mấy ông mà làm đặc biệt là mấy ông designer á, làm designer mà kiểu UX, UI rồi graphic designer dạng chuyên nghiệp á, thì người ta sẽ sử dụng rất là nhiều cái phần mềm khác chứ không phải là chỉ có cái trông thì chỉ có Photoshop không. Ví dụ như là cái Adobe XD chẳng hạn thế, không biết các bạn có biết cái phần mềm đó không? Adobe XD là dạng như là nó cho chúng ta trải nghiệm, tức là cho chúng ta dựng các prototype cũng như là thiết kế UX UI ở trên cái phần mềm XD đó luôn. Thì cái XD đó crack hiện tại hình như là cũng có rồi, nhưng mà để sử dụng full được cũng như là với những phần mềm đời đầu kiểu như thế thì nó sẽ khá là nhiều lỗi. Thành ra là nếu như mà chúng ta có bản quyền ra xài rất là ok, mượt mà, với lại cái chuyện là chúng ta cài đặt phần mềm nó cực kỳ dễ dàng, hay là update phần mềm cực kỳ dễ dàng, tức là bất kỳ khi nào mà Adobe nó phát hiện ra lỗi, nó fix á, thì chúng ta cũng được cập nhật lên phiên bản mới nhất và nó không có bị lỗi kiểu thế. Và cái này cũng rất là dễ nâng cấp đấy, kiểu các bạn, nó giống y như là các bạn sử dụng iPhone, cho các bạn nâng cấp cái app của mình lên, cái này cũng y chang vậy thôi. Giống như kiểu là khi các bạn cài phần mềm mà các bạn không có bản quyền, các bạn không thông qua Creative Cloud á, thì cái lúc mà đúng rồi, đúng rồi, đặc biệt là Lightroom nữa, đúng rồi. Cái phần Lightroom mà Lightroom CC cũng như là Lightroom Creative Cloud á, thì nếu như bạn sử dụng ở trên iPad không sao được, chọn lịch trình nhé, chúng ta có thể chỉnh ngay trên iPad luôn, chợ độ nghĩ tự tưởng tượng cái cảnh nó coi đi với nguyên một đám bạn đúng không, chơi dân chụp hình mà lúc nào cũng phải kiểu hầu như lúc nào cũng vậy á, đi chơi chụp hình xong thì kiểu gì cũng đi theo nguyên lũ bạn đúng không, xong cái kiểu gì cũng cắm máy chụp phơi sáng ở trên gì ta, ngay chỗ Hầm Thủ Thiêm chẳng hạn thế, phơi sáng xong cái tự nhiên mình lấy cái điện thoại tablet ra rồi đúng đó, vừa chụp xong mà lấy tablet ra đứng chỉnh như đúng rồi luôn á, là mấy đứa kia nó nhìn sang nó nhìn vào ánh mắt gì đó kiểu thế. Tất nhiên cái này không phải là ở tất nhiên là ý mình không phải là chuyện là nó không phải là chỉ có cái về dạng chuyên nghiệp hay là hỏi cái gì nhỉ, à trường nào có khoa học nâng cao à, khoa học nâng cao thì mình sẽ phải soạn, tại hiện tại thì mình đang chia sẻ các bạn luôn là lý do tại sao kỳ này mình rất là ít ra những cái tutorial, và mình ít ra tại vì cái khoảng thời gian này mình đang đi làm bên một cái startup, mình đang ở vị trí marketing kiểu thế, manager marketing, thì các bạn cứ đại khái dạng như là lao công của cái phòng marketing vậy ạ, giống kiểu vậy đó. Thì cái công việc của mình nó khá là nhiều á, thành ra là mà cái startup của mình á thì thường làm việc thì nó rất là trái giờ, tại vì ví dụ như là thông thường các bạn đi làm thì sẽ đi làm từ 7 giờ sáng cho tới khoảng 5 giờ chiều về đúng không, thì hồi xưa mình cũng làm thế thì mình mới có thời gian buổi tối mình ngồi mình làm, còn như hiện tại á, thì mình đi làm buổi sáng thì thường là ngủ thì 9 giờ sáng dậy, xong cái vô công ty là khoảng 10 giờ rưỡi, xong bắt đầu về về tới nhà thì khoảng cỡ 7 giờ rưỡi 8 giờ, thì lúc đó cũng rất là đuối rồi, thành ra là thường là đi ngủ thôi đó, cho nên là cái khoảng thời gian mình dành cho cái tutorial nó không còn nhiều như hồi xưa nữa. À, Cát Hoàng Nguyễn, em thề là cái quả Lightroom điện thoại của bạn nó cầm và nó mềm thật, đúng luôn á, tại vì nó rất là tiện hiểu không, cái vấn đề hiện tại người ta đánh giá cái chuyện là không phải là như nào, nếu như mà người ta đánh giá nhất là cái chuyện nhanh, nhất là nhanh, tại vì ví dụ như là các bạn chụp hình cho cô giáo chú rể đi, thường các bạn có dám đưa cái hình RAW cho cô giáo chú rể coi không, không đúng không, mình cá luôn, mẹ thằng điên nào mới được cái hình RAW cho cô giáo chú rể coi thật. Và nếu như chúng ta có cái Lightroom Creative Cloud á, kiểu có trên tablet chẳng hạn thế, hoặc trên điện thoại thôi, kiểu điện thoại nó bự bự chút xíu kiểu thế, thì các bạn có thể chỉnh bấm auto một cái xong rồi đưa cô giáo chú rể coi tuyệt vời kiểu thế, là lập tức người ta sẽ gật đầu, tại vì đó. Đấy, các bạn hiểu ý đúng không? Mà các bạn hiểu ý ha. Tức là khi mà chụp cho người mẫu á, người ta có thể kiểu thế chỉnh ngay một phát cho người ta coi luôn. Snap speed hả? Snap speed. Snap speed hình như nó có liên kết với lại cái máy 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 chụp của mình không? Tặng bạn quyền chọn bộ Adobe CC. Mình công bố rồi, mình công bố rồi. Mình quay vào EA đây rồi, Sports và in the như mình cũng đã game. phát thưởng cho toàn bộ luôn ạ.
Mình đang làm công ty Pytech. Công ty Pytech, các bạn không biết là các bạn 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 Trần Danh Lộc bạn có ở thành phố Hồ Chí Minh không? Đặc biệt là khu vực Gò Vấp. Tại vì công ty này thì mình làm về IoT á, cho nên là mình mới có cái sản phẩm đầu tiên là sản phẩm khóa chống trộm thôi. Thì hiện tại mình đang làm kiểu cũng có thể là lao công giám đốc sản phẩm của cái khóa chống trộm đó. Lightroom CC Classic và CC anh thử review hai cái đó ổn hơn. Hiện tại thì mình mới sử dụng cái CC Classic thôi, còn cái CC tức là cái Creative Cloud hình như là sử dụng trên điện thoại. Sử dụng trên điện thoại với lại nền tảng web, mình có sử dụng trên cái nền tảng web rồi thì mình cảm thấy nó khá là ok. Tuy nhiên là cá nhân mình không đi chụp hình nhiều. Mình không đi chụp hình nhiều. Thành ra là mình nói riêng về cái Creative Cloud trên điện thoại ấy, thì mình cá nhân đối với mình nha thì mình không sử dụng nhiều lắm. Hương Trà Gò Vấp ha. À. Tại hiện tại mình mới bán cái khóa đó thôi thì quảng cáo cái khóa đi anh, em quan tâm. Ủa cái khóa ý là khóa gì? Khóa học hay là cái khóa chống trộm kiểu thế? Hỏi tí mình mới xem cái tốt của anh. Bạn quyền ảnh, bạn điền thông tin cá nhân vào rồi khi tắt Photoshop đi thì sao? Mình đang coi trên điện thoại cho nên ở đây đây đây. Khi tắt Photoshop đi, bật lại thì nó lại về như ban đầu, nghĩa là thông tin mất hết. Ok, cái này để mình sẽ search và mình sẽ kiểu làm một cái tutorial bổ sung ha. Tại vì hồi xưa hình như cái tutorial mà về cái này. Cái tutorial và về copyright như mình làm rất là lâu rồi. Mình đang định renew nó lại. Hình như cái bộ khoa học của các bạn quay màn hình lớn lắm hay sao vậy? Mình quay trên màn hình 1920x1080. Nghĩa đâu có lớn lắm, đúng không? Full HD thôi mà. Màn 15 inch hả? Màn 15 inch của bạn chắc là tầm cỡ 1366 đúng không? 15 inch thì thường mình nghĩ là nó ở trung bình thì nó khoảng cỡ 1366. Cho em hỏi làm về freelancer nên gửi sản phẩm cho khách rồi lấy tiền hay lấy tiền trước? Freelance, bạn cụ thể là freelance về vấn đề gì? Design hay là chụp hình? Bạn Trần Danh Lộc, bạn bạn làm về design hay là chụp hình? Trần Danh Lộc, bạn, hello Trần Minh Ngọc nha. Ngọc hình như mới tốt nghiệp đúng không? Làm design hay làm design thì dễ, làm design thì dễ, tại vì làm design bất kỳ cái gì á thì các bạn sẽ có một cái hợp đồng. Nếu như làm freelance thì các bạn nên soạn sẵn một cái hợp đồng. Thì ở trong cái hợp đồng các bạn quy rõ luôn trách nhiệm ở bên 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 A chẳng hạn, thế bên A là bên khách hàng của bạn, thế thì các bạn sẽ điền sẵn là bên A có trách nhiệm là phải bàn giao trả tiền trước 50% chẳng hạn vậy, hoặc là 30% ngay sau khi ký hợp đồng, ngay sau khi ký hợp đồng, và khoảng 50% còn lại sau khi nhận được cái phiên bản cuối cùng. Tất nhiên ở đây nó có một cái đã làm freelance á, mình nói thật thì cái chuyện risk là chuyện tất nhiên, cho nên là cái chuyện đặc biệt á, là các bạn sẽ dễ thấy nhất là ví dụ như là làm logo chẳng hạn thế. Thì thông thường mình làm logo, cá nhân mình cũng làm một vài cái logo á, thì khi người ta hỏi, người ta yêu cầu mình làm thiết kế một cái logo cho họ thì việc đầu tiên mình sẽ scan nó ra trước đúng không? Tức là mình nhận cái ý kiến của họ này, sau mình scan ra trước. Thì sau khi mình phác thảo ra được khoảng cỡ 2 3 4 bản sketch tay á thì mình mới đưa ý tưởng cho người ta, đồng thời là đưa đính kèm theo cái hợp đồng. Thì thông thường á mình cũng bị một lần, đó là khi mà đưa cái bản sketch tay như vậy xong á, cái người ta chuẩn. Ngày khoảng cỡ vài tháng sau mình thấy cái bản sketch tay của mình đã lên bản chi tiết hoàn thiện của họ luôn. Tức là người ta đã lấy cái bản sketch tay của mình đem qua cho thằng khác, bảo như kiểu như là tao đã có bản sketch tay rồi, mày chỉ cần thiết kế kiểu như này thôi và lấy giá thấp hơn cho tao kiểu thế. Thì cái chuyện đó là chuyện rất là xảo trá. Và cái chuyện khách hàng ở Việt Nam mình không phải là mình nói xấu những khách hàng của mình nha, không biết là có bạn nào đã từng là khách hàng của mình đang coi hay không, nhưng mà
Kết Hồng Nguyễn, bye bye bạn Kết Hồng Nguyễn nhé. Rồi. Quái vật sông Hàn. Bằng 94 rồi, mình bằng tuổi đó. Trịnh Trinh Huyền Hà ha. Mình không rảnh về motion graphic, mình không rảnh. Thì hồi trước mình cũng bị đó, hình như hồi trước mình cũng bị cái chuyện là sau khi đưa cái bản sketch xong, cái nó lấy nó đưa cho thằng khác làm giá rẻ hơn và nó không trả tiền cho mình, và nó xù luôn hợp đồng của mình. Cái chuyện đó là bình thường kiểu vậy. Giờ chấp nhận thôi chứ biết làm sao bây giờ, cả kiểu thế. Tức là khi mà mình làm việc với khách hàng, đặc biệt freelance á, thì cá nhân mình nha, mình nên lựa khách hàng, nghĩa là mình nên hẹn người ta ra gặp mặt nói chuyện trực tiếp luôn. Thì để cái chuyện cái lúc mà mình đã nói chuyện trực tiếp rồi á, thì cái khả năng người ta bỏ chạy thì nó ít hơn so với chuyện là các bạn là chỉ khư khư là chúng ta chỉ liên hệ qua internet, thì nó cũng hơi rất là khó. Tại vì cái niềm tin của khách hàng ở thành ở tất nhiên là cái này là mình đang đang đứng ở trên phương diện là một designer, và mình nói chuyện với khách hàng thì mình nói chuyện với các bạn thì cũng là designer với nhau đúng không? Thì lúc đó thì mình có thể nói là khách hàng không tin, mình không tin tưởng khách hàng, nhưng mà thực tế trên phương diện cá nhân mình nghĩ là kể cả khách hàng người ta cũng không tin tưởng mình. Lý do bởi vậy cho nên người ta mới không tin là mình sau khi mình sketch xong rồi mình lấy 50% tiền kia mình có làm tiếp hay không, kiểu thế. Anh có làm design web chưa? Và có thể chia sẻ kinh nghiệm không? Design web thì mình có làm một số cái và nó rất là dở. Không phải là dở nhưng mà ý là mình không có không 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 có kiểu chuyên á, thì thành ra là tất nhiên là mình có một số kinh nghiệm, mà mình có một số kinh nghiệm, và cụ thể là bạn muốn hỏi về cái vấn đề gì? Tức là kinh nghiệm để chia sẻ thiết kế giao diện thì ok, mình có thể làm. Còn code á, thì mình chỉ biết đọc code thôi, không biết viết code kiểu vậy. Rio Chan, mình sinh năm 94. Lấp lánh. Cụ thể bạn muốn hỏi thêm về cái gì? À, về giao diện ha. Về cái về thiết kế nha, kể cả thiết kế bất kỳ cái gì, kể cả logo, typo hay là graphic design, hay là tức là về hình ảnh này nọ đồ đó, thì mình nghĩ cái cách để mà mình tiếp nhận được cái style cụ thể và nó để có thể improve cái kỹ năng của mình, có thể cải thiện kỹ năng của mình á, là các bạn nên xem nhiều. Nghĩa là sao? Ở đây cái kênh mà mình hay xem á là Pinterest. Mình nghĩ là designer thì hầu như ai cũng biết cái này đúng không? Thì đa phần khi mà mình thiết kế, tại vì mình là một, mình có thể nói là mình tay ngang cũng được, nhưng mà đại khái là khi mà mình làm thì mình thường không có ý tưởng trước, thì mình cứ chuyện lên Pinterest mình coi tìm những ý tưởng, thì đó là chuyện bình thường đó. Vậy đó, giờ tưởng ông già lắm. Thôi man, má 94 mà già má kiểu nhìn mặt, hay là tại nghe giọng hay là sao? Hương cha bằng tuổi. Mình muốn mua bộ plan màu, bộ plan màu, video về plan màu thì mình đang lên kế hoạch mình làm, và mình nghĩ là khoảng cỡ 2 tháng nữa, nghĩa là khoảng cỡ đầu đầu năm 2018 mình sẽ ra cái khóa về plan màu, chỉ riêng về plan màu thôi. Đúng rồi, du du Đức Tướng Pinterest đó. Bạn Nguyên, hiện tại bạn Nguyên hỏi là dạo này trên kênh YouTube không thấy video, thì hồi nãy mình có nói rồi đó, là mình hiện tại mình đang bận cái chuyện là mình đang đang làm quản lý ở bên một cái startup á, gọi là quản lý vậy thôi, giống kiểu là kiểu bù nhìn thôi kiểu thế. Nhưng mà khá là cái công việc hiện tại thì sao, mình nó đang chiếm khá là nhiều thời gian của mình, và khi buổi tối mình về á là dành cho bạn gái kiểu thế. Nhưng mà đa số là về về tới nhà thì nó cũng đuối lắm rồi, chỉ muốn ngồi chơi vài ván game xong cái đi ngủ thôi, chứ thực tế là ngồi để mà quay cái tutorial, tức là mỗi mỗi lần mình quay á, là mình phải làm trước một lần, sau rồi mình phải tìm cái stock
và tìm stock xong mình phải tìm chủ cái stock đó, xong lại liên hệ chủ của stock đó coi là mình có được phép sử dụng cái stock đó để lên cái Làm lên mềm đúng không? lên cái tút của mình không, tức là mình phải hỏi Chăn chủ dừa đúng stock không? là có cho phép mình sử dụng cái stock đó không, kiểu thế. Tức là một cái giai đoạn rất là nhiều bước đó. Cho nên là để mà dành thời gian để làm được tất cả những cái việc đó thì nó khá là khó. Và hiện tại thì thời gian mình cũng không có nhiều. Bữa chụp hình là cô phải con không? Thằng cô đó là em trai mình, em út á, em út trong nhà mình là thằng cả. Mình tổng cộng là có bốn đứa em. Bốn đứa em. Nhầm, bốn. Một đứa đang học năm nhất đại học, một đứa lớp 10, một đứa lớp 1 và một đứa nhóc đó, là bốn đứa. Mẹ mẹ bạn tưởng tượng đi, mà bốn đứa em. À, sẵn đang có 64 bạn thì giờ tâm phó nháy mình muốn mua Mình một chưa bộ nhận plan đâu. mỏng thì bạn chưa bán hả? Chưa 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 mình chưa bán. Lấp lánh lấp lánh. Ủa bình thường bạn 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 lấp lánh lấp lánh á, bạn mỗi lần mà bạn thiết kế á, thì bạn có làm việc với bên code không, hay là bạn Người dân Việt Nam sẽ à, còn đúng rồi, bạn code mà đúng không, bạn code mà đúng không, thì được cái lợi của một người code á, là bạn biết rõ được cái chuyện là không phải thiết ví kế như như thế bên nào thì tôi. responsive nó mới hợp lý đúng không. Đó là cái lợi thế, cái lợi thế của một người chuyển từ code mà sang thiết kế là kiểu thế đó. Tức là mình biết được là trong tầm nào thì mình có thể làm được. Còn như kiểu nhiều 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 người á, gặp rất thường xuyên đó là nhiều người người ta thiết kế nhưng mà kiểu thiết kế trên trời không à. Thiết kế xong đâu có đâu có code nổi đâu. Thì đây mình có học sơ qua ha, thì mình nghĩ nếu bạn nào mà làm designer thì chúng ta cũng nên học sơ qua, tức là học học một khóa kiểu để code thôi, tức là chỉ học để biết thôi chứ không phải để làm. Thì nó sẽ ok hơn. À, sẵn đang có nhiều người coi thì mình cũng muốn quảng cáo một phút luôn là mình đang quay trở lại cung cấp cái gói bản quyền Adobe full bộ CC 1 năm là chỉ có 999.000 thôi. Tức là 1 triệu đồng đó, 1 triệu đó. Ơi. Cái này nghe nó sai sai đúng không? Đúng 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 ra mình nên quảng cáo là 1 triệu chứ đúng không? Tại vì số 1 nghe nó ít hơn 999. Hơi gà quá, biết vậy. Thì cái bộ này á, rất là hợp lý cho bạn nào chúng ta làm freelance về thiết kế này, về nhiếp ảnh này, hoặc là một số bạn làm startup kiểu thế. Thì các bạn nên trải nghiệm mua thử một lần cho biết, tại vì nó cũng rất là rẻ. Hiện đây mình cung cấp với giá cực kỳ rẻ luôn á, là chỉ có 999. Thì nếu như các bạn mua full của Adobe thì nó sẽ lên tới khoảng cỡ 50 đô một tháng, 50 đô một tháng à. Tức là gần hai hai chục triệu chứ đúng không? Ôi mẹ, 20 triệu một năm. Adobe Creative Cloud sao bán được vậy? Mình nhớ là bên bên đó cấm Việt Nam. Đúng rồi, bên bên đó, bên Adobe nó không có cung cấp trực tiếp ở Việt Nam. Tuy nhiên là có rất nhiều cách lách. Rất nhiều cách lách, và bên agency bên mình á, thì người ta có một số lượng những account mà nó một số lượng lead sang, tức là cái này là theo dạng subscription chứ không phải là lead sang nha. Subscription thì bạn agency bên mình thì có thể đăng ký được, tất nhiên là sử dụng một cái account khác, một cái thẻ ở nước ngoài để bạn nó có thể là đăng ký, và tất nhiên là với cái giá rất là hợp lý. Tất nhiên nó vẫn hợp pháp. Tại vì nếu không hợp pháp thì mình đã không nhận làm rồi. Tất nhiên là cái này mình nhận cái này để phân phối cho các bạn, lý do là vì mình muốn giúp cho những người mà người ta giúp. À, đặc biệt là những bạn ở Việt Nam á, thì chúng ta chưa có nhiều cơ hội để chúng ta tiếp cận được với lại những cái sản phẩm kiểu như thế, sản phẩm số mà nó có bản quyền và với cái giá rất là hợp lý kiểu như thế. Cho nên là mình mới suy xét và mình cảm thấy rất là ok.
thì mình mới quyết định mình phân phối cho các bạn thôi. Chứ còn nếu như mà nó thuộc dạng là lừa đảo hay là như nào đó thì các bạn biết rồi, mình đâu có xây, mình đâu có dạy gì nhập nguyên, tức là nhận phân phối một cái hàng mà mình không tin tưởng đâu, đúng không? Mình đâu có dạy gì mình nhập một cái hàng kiểu như thế để mình phá banh luôn, banh chành luôn cái mức độ tin tưởng mà các bạn dành cho cái channel của mình. Bởi vì các bạn biết rồi đó, đối với mình á thì cái channel của mình làm không phải là để vì cái vấn đề tiền bạc hay là như thế nào cả. Cho nên là các bạn có thể thấy là mình rất hiếm khi mình nhận mình quảng cáo. Mình có thể support trực tiếp với mẹ Adui không? À, người ta vẫn sẽ nhận. À, người ta vẫn sẽ nhận. Tuy nhiên á là cái vấn đề ở đây, người ta đây mình đang sử dụng là cái hóa đơn là hóa đơn nước ngoài. Thành ra là các bạn gọi tới, các bạn nói tiếng Việt á, người ta sẽ nói là các bạn không phải chủ tài khoản. Kiểu thế. Nhưng mà thực tế á, là khi mà các bạn làm, các bạn mua rồi thì các bạn có thể inbox với mình thì mình cũng có thể hỗ trợ các bạn được. Mình sẽ trực tiếp hỗ trợ các bạn luôn. Đó là ok hơn. À, mình muốn buôn bộ CC không mang bản quyền thì cách thức chuyển khoản như thế nào? À, các bạn bạn có thể click vào cái link của cái bài post mà mình đang ghi ở trên fanpage á, các bạn có thể lên cái trang đó và nó sẽ có cái form để các bạn điền thông tin vào. Sau khi các bạn điền thông tin xong bấm gửi thì các bạn sẽ nhận được cái thông tin thanh thanh toán ở trong mail. Học code ở đâu để có thể đi làm á hả? Học code thì mình nghĩ là các bạn có thể tới những cái trung tâm của những trường đại học người ta có mở kiểu như thế thì mình nghĩ là ok. Còn như kiểu mấy cái trung tâm ở ngoài thì mình không rành. Trung tâm ở ngoài thì mình không rành. Còn để nói chính xác thì mình nghĩ là mình có thể tin được những cái trung tâm của những trường đại học người ta mở. Đang ở Đài Loan muốn mua bộ sách của anh thì gửi cho được không? Mình không bán sách nha, mình không 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 phát hành bán sách. Cái khóa Photoshop cơ bản của mình á, Photoshop gọi là toàn tập á, thì mình làm dưới dạng video và mình có thể gửi các bạn qua link. Thành ra là các bạn có thể đăng ký, bạn cũng có thể chọn vô cái phần mà sản phẩm ở phần phía dưới á, thì mình có cái link các bạn có thể đăng ký vô đó và các bạn thanh toán. Thì sau khi xong mình sẽ gửi cái link, tức là cấp quyền riêng cho các bạn download, tức là cho phép các bạn download luôn. Cá nhân mình không có sợ gì cái chuyện là các bạn download xong rồi share ra. Như là cái này nó nhỏ thôi nha, ở trong thậm chí trong video mình cũng muốn nói luôn là nếu như các bạn muốn, các bạn có thể chia sẻ cho bạn bè của các bạn cũng được, chẳng có vấn đề gì cả. Đối với mình thì nó thoải mái. Tuy nhiên đừng public lên mạng là được rồi. Hiểu không? Tức là cho các bạn download luôn, là các bạn giữ cái file mà. Đấy, cái sẵn chia sẻ luôn là một cái chuyện rất là bất ngờ và mình nghĩ là mình cực kỳ quý các bạn, cực kỳ quý những người đang xem cái channel của mình hoặc là những người đã subscribe, những người đã mua khóa của mình, là các bạn cực kỳ tin tưởng mình. Cái đó cái chuyện đó là mình cảm thấy rất là tự hào về các bạn và cũng cảm thấy rất là tuyệt vời, bởi vì mình không thể tin được là cái sao mình nói chuyện giống Nguyễn Tử Quảng vậy rồi. Lại lại khác là cái bộ của mình á, mình cho các bạn chia sẻ, tức là một cái file mình không hề lock, không hề mã khóa, không hề làm bất kỳ một cái chuyện gì cả về bảo mật. Mình chỉ có làm đơn giản duy nhất một chuyện là mình cấp quyền riêng cho email thôi. Thì mình chưa từng thấy cái khóa đó lộ ra trên mạng trong vòng hơn một năm rồi, hơn một năm rồi và mình chưa thấy nó lộ ra trên mạng. Tức là các bạn đang dành cho mình một sự tôn trọng và cái chuyện đó đối với mình là cực kỳ tuyệt vời và điều đó làm cho mình không bao giờ mình dám bỏ rơi các bạn cả. À, cảm ơn bạn Tâm Phó Nháy nhé. Ở cái cách làm video của mình thì cái cách mình làm thì nó vẫn vậy thôi, nghĩa là mình nói làm sao cho nó thoải mái nhất có thể để mà lý cũng là lý do mà mình tạo ra cái kênh Happy Photoshop á. Tại vì hồi trước đây mình cũng thuộc dạng một thằng tự học, mình cũng tự học, thành ra là khi mà mình coi tất cả tutorial ở Việt Nam á, nó rất là cùi bắp. Nghĩa là chỉ có làm xong cái giống như kiểu là show kỹ năng thôi chứ không phải là hướng dẫn nữa, thành ra mình mới lập ra cái Happy Photoshop. À, nếu bạn bạn Kham Vũ, nếu như bạn muốn mua thì bạn có thể kéo xuống phía dưới ha. Ở trong những cái post của mình có đính kèm cái sản phẩm á, thế bạn có trượt qua và bạn coi cái sản phẩm là khóa học Photoshop cơ bản ha.
Biết chỗ nào in màu bìa cứng làm sổ tay không? In màu bìa cứng bạn có thể tới đâu nhỉ? In gì trên đường Đồng Nai á, mình không nhớ tên. In gì? À, in Lam Sơn trên đường Đồng Nai thì ở bên đấy người ta in rất là nhiều loại. Số tài khoản bạn đọc, mình sẽ đọc nha, bạn bạn ghi lại nha. Là 0600 8262 1396. 0600 8262 1396. Tài khoản là Sacombank, quận 12. Chi nhánh quận 12, Sacombank chi nhánh quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tài khoản là Nguyễn Hoàng Phúc. Đó thì bạn có thể ghi vào đó và ghi nội dung chuyển khoản, nhớ ghi rõ ra nha để mình biết nha. Đặc biệt là ghi số điện thoại ấy. Giá thì mình không rành bạn ơi, giá thì nó rất là nhiều loại. Rất là nhiều loại. Đây cứ tưởng ở sau Hà Nội. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh từ nhỏ tới lớn. À, thật ra từ 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 nhỏ là mình sống ở Đồng Nai, sau cái tới khoảng cái này. Năm lớp 10, thì mình lên thành phố Hồ Chí Minh mình sống. Hiện tại là mình ở thành phố Hồ Chí Minh được khoảng cỡ ít nhất là cỡ 7 năm rồi. Bạn Kham Vũ bạn có ghi lại kịp chưa? Rồi, các bạn nào còn câu hỏi không? Đấy gì cứ hỏi đi, mình thoải mái mình trả lời, tại hôm nay cũng rảnh mà. Gần đưa tiền mặt được không? Cũng được, tùy. Đâu rồi? Ơi bạn Trung Kiên Nguyễn. Trung Kiên Nguyễn, nãy mình mới đọc được thôi. Cho hỏi tại sao ảnh RAW cho vào camera RAW thì màu bị nhạt hơn nhiều. Cái màu mà nó nhạt đó thì thực tế đó là màu chính xác của cà phê RAW đó. Lý do nó nhạt như vậy là tại vì nó cho mình một cái khoảng rộng data rất là nhiều để chúng ta có thể chỉnh lại được. Thành ra là ảnh RAW là ảnh phải chỉnh lại. Ha, ảnh RAW là ảnh phải chỉnh lại, cho nên cái chuyện nó bị nhạt là chuyện bình thường. Chấp nhận chuyện đó đi. Anh chị em hỏi cách set đèn flash chụp ngoài trời. Cách đèn chụp đèn flash ngoài trời thì mình không rành lắm, cho nên là mình sẽ không có đủ tự tin mình trả lời chuyện đó đâu. Làm ra bằng tool hay làm theo cách thủ công ổn hơn anh? Mình thường là mình phối hợp cả hai, thường mình phối hợp cả hai. Là banner mà bằng Photoshop. Làm banner mà bằng Photoshop à, làm banner bằng Photoshop thì nó sẽ khó ở một chuyện á, là tại vì những cái file để chúng ta in banner thì nó rất là bự. Thành ra là sao mình đang định nói gì, tại mình đang lo soạn cái này xong cái hồi mình quay trở lại. Rồi 3 năm coi tutorial của mình luôn á hả? Wow. Ngoài plugin Nick Color Effect có một cái về cái plugin blend màu thì mình thực sự là không rành, lý do là mình rất ít khi sử dụng cái plugin. Về blend màu mình đúng rồi, có plugin đấy, Color Palette.
Color palette thì bạn có thể sử dụng ngay cái plugin dạng như là Cooler, các bạn có nhớ không? Cái Cooler của thằng Adobe luôn, thì các bạn có thể lên là cooler.adobe.com thì các bạn có thể bỏ cái hình vô và nó sẽ tự động nó set cho các bạn cái palette của cái hình đó luôn. Rất là tiện. Tức là chúng ta nên sử dụng nền tảng web thì nó sẽ ok hơn. Vương Minh Chí sao Phúc hát được khi cái này không phải khi và càng không phải là hát nha. À, 5D Mark 4, lý do nó không đọc được á, là tại vì cái phiên bản cái file hình của chúng ta nó đang là cao hơn so với lại những cái phiên bản file mà thằng Adobe nó thằng Lightroom có thể đọc được. Thành ra để mà cho nó đọc được á, bạn có thể nâng cấp lên phiên bản mới hơn, hoặc là các bạn có thể cài Camera Raw phiên bản mới nhất. Các bạn cài Camera Raw phiên bản mới nhất á, thì cái Lightroom của bạn nó sẽ đọc được. Quay trở lại bạn hồi nãy nói làm banner á, thì kinh nghiệm của mình nha, nếu như các bạn làm banner bằng Photoshop thì chúng ta sẽ phải có một cái bước convert qua AI. Nếu như các bạn không biết convert á, thì đơn giản làm như này nè. Nếu như các bạn làm bằng Photoshop, để ý những cái shape nè, những cái phông nè, các bạn đừng nên chuyển thành pixel, các bạn để nguyên cái phông hoặc để nguyên cái shape, để dạng shape luôn, để khi mà các bạn chuyển qua cho bên và đừng group nè. Nó có một số lưu ý nè, không sử dụng group, không sử dụng Smart Object, để nguyên cái định dạng là shape và để nguyên cái định dạng là phông. Đó là như thế. Và về kích thước á, thì các bạn sẽ để làm 1/5 hoặc là 1/2 cái banner, cái kích thước banner mà các bạn muốn làm. Và cái DPI thì các bạn chỉ cần để khoảng cỡ 100 tới 150 thôi, đừng để 300 nha. Edo CC Classic xài mượt. Đúng rồi, nó mượt. Lý do là phiên bản mới nhất mà nó phải cải tiến cho nó mượt chứ. Chứ không có giống như kiểu cái CC 2017 rất là cùi bắp, kiểu nó bị giật. Và thằng Lightroom CC 2017 bị giật á, thì cái đó cũng đã được Adobe nó xác nhận luôn rồi. Tức là nó xác nhận cái đó là lỗi của nó, và tới CC 2018 thì nó đã fix rồi và xài rất là ngon lành. Anh có thể chia sẻ cách làm in ảnh khổ lớn cần lưu ý những gì không? Chụp ảnh cưới. In ảnh khổ lớn á, thì các bạn nên sử dụng, cụ thể là nếu như các bạn sử dụng in cái kích thước là 60-90 phải không? Thường là in cổng thì nó bự đúng không? 60-90 thì các bạn để đầu tiên nha, các bạn chỉnh nhá. Các bạn sẽ câu hỏi của Quang Minh luôn là nếu in á, thì đầu tiên nếu như chúng ta chụp á, sau khi chỉnh sửa ngay trong Lightroom nha, các bạn nhớ phải để cái hệ màu là Adobe RGB, nếu được thì để 16 bit hoặc 8 bit cũng được, nhưng mà mình nghĩ 16 bit là ok hơn. Để Adobe RGB ha, và lưu file tip để Adobe RGB và để nguyên như thế, chuyển qua Gemini người ta sẽ xử lý tiếp. Gọi tên em đi sếp. Trường Giang. Ok, Trường Giang có cái mẹ. Em muốn học cơ bản Lightroom. Học cơ bản Lightroom thì ở trên YouTube có một người thầy tên là Peter Phạm. Peter Phạm. Các bạn có thể search Peter Phạm là ra ngay cái channel của ông, hoặc các bạn search là Peter Phạm Lightroom nó sẽ ra. Thì ở trên cái Peter của trang trang YouTube của Peter á, thì ông có làm một cái series tutorial về cái Lightroom rất là đầy đủ. Và cái phiên bản ông làm là 5 chấm đó, nói chung là 5.0 hay là 5.7 gì đó, nhưng mà tất nhiên nó hơi cũ, nhưng mà với những cái đúng rồi, Peter Phạm đúng rồi. Nó tương đối cũ, nhưng mà những cái tính năng đó thì ở trong CC 2018 nó vẫn còn nguyên. Nó chỉ thêm một vài cái tính năng khác mà chúng ta có thể tự mở rộng được. Nhưng mà về nguyên tắc sử dụng á, thì mình coi của Peter Phạm là quá đủ rồi. Các bạn có thể search coi Peter Phạm. Chi Nguyên Hà, cái motion graphic thì mình không rành, cho nên là rất tiếc là mình không trả lời được. Phần mềm nào chuyển đuôi RAW về JPEG PNG? Chuyển đuôi RAW về JPEG PNG, mình có lẽ mình nghĩ các bạn hỏi câu đó là bởi vì máy của bạn không hỗ trợ được cái file RAW đúng không? Thì mình có một cái tutorial là chuyển file RAW về file DNG DNG DNG.
DNG, chữ G á, G gà á. Đây mình sợ luôn, DNG. À, chữ này nè. Tú Nguyễn, chào bạn. À, kỳ này khỏe, mỗi cái là đang bị ho. Muốn chạy AI trên máy cấu hình thấp được không? Được, nhưng mà đừng sử dụng những cái gọi là nó cao cấp, ví dụ như là Blend chẳng hạn thế. À, Blend ở trong AI là khác nha, không không có giống Blend màu mà chúng ta hay hay nói ở trong Photoshop đâu. Anh ơi, cài preset cho Lightroom như thế nào? À, bạn vô trong Lightroom, bé Mai Quang Minh nha, bé Mai Quang Minh. À, bạn vô Lightroom xong các bạn chọn vào cái dấu cộng ngay ở trên cái phần là preset á. Xong cái chọn vô cái thư mục và các bạn copy cái đó vô là xong thôi. Các bạn có thể khởi động lại. Chạy bản bao nhiêu được? Chạy bản CS5, CS6. Mình nghĩ bây giờ là CC 2015 là xài rất là ổn định trên những cái máy cơ bản. Rảnh vô đá FIFA. đang đi làm máy ở công ty thì ra làm gì có cài FIFA đâu, chứ cài vô là mình chơi rồi, hiểu không? Cài cho máy công ty là mình quất luôn rồi. À, bạn nào có câu hỏi không? Còn nếu không thì mình sẽ tắt stream nha. À, quảng cáo lần cuối một cái, mình đang cung cấp bộ bản quyền 1 năm Adobe CC với giá cực kỳ ưu đãi là 999k. Đáp, và nếu như các bạn nào cần mua thì các bạn có thể search ngay. Click vô cái link mà mình đang ghim ở trên phần comment này nè. Các bạn hãy click vô để chúng ta đăng ký mua. Và cái đợt này nó sẽ chỉ khoảng cỡ 30 30 suất thôi, tầm 30 suất thôi. Thì mình nhắm chừng 30 suất thì chắc chỉ hết trong khoảng cỡ 2 ngày là quất sạch rồi. Lần trước mình bị một lần mình biết rồi. Tức là nói mà không có nói là lượng bao nhiêu, mình cứ nghĩ là tầm cỡ mình tầm tầm 1 triệu thì mình nghĩ tầm được vài người mua thôi, và ai ngờ mua nhiều quá thành ra là hết suất. Cho nên lần này là mình xin được thêm thì được, mình công bố luôn là nó sẽ có khoảng cỡ 30 suất. Cho nên là các bạn đăng ký nhanh đi, chứ không có tới hồi hết xong cái lại hỏi mình khi nào có lại. Mình nghĩ là khó lòng mà có lại được, tại vì đã làm cái này rồi á, cái chi phí mà bên agency người ta bỏ ra nó là chi phí quảng cáo á thì nó rất là nhiều. Thành ra là mình nghĩ người ta sẽ không dạy gì đầu tư thêm một vài lần kiểu như này nữa đâu. 999k là một cái giá cực kỳ thấp, và mình nghĩ đây là một cái cơ hội rất là tốt để các bạn có thể trải nghiệm được cái bộ bản quyền 1 năm toàn bộ phần mềm Adobe CC. Khóa online ha, cái khóa online mà về Photoshop ha, mình không có, mình làm dạng video, mình cho các bạn download về máy luôn thì mình nghĩ nó sẽ tiện hơn. Rồi, ok ha, bye bye các bạn nha. À, giờ mình sẽ phải đi họp, cũng tới giờ đi họp rồi. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau. Đừng quên like, share.